các bạn, hôm nay là ngày 20 tháng 11, một ngày rất là đặc biệt, rất là nhiều những lời chúc sẽ dành cho những thầy cô giáo đang hoạt động trong lĩnh vực giáo dục. Và chuyên mục Hot Face ngày hôm nay sẽ trò chuyện với một thầy giáo đặc biệt hơn rất nhiều các thầy giáo khác. Đó là anh không chỉ là một giáo viên mà còn là một MC rất nổi tiếng. Xin được trân trọng giới thiệu thầy giáo Lê Anh. Vâng, chào chị Hà Sơn. Thực ra thì thưa quý vị khán giả là thông thường thì tôi và chị Hà Sơn là anh em đồng nghiệp trong ngành báo. Chị Hà Sơn thua tôi một đôi tuổi. Anh em vẫn là anh em thôi nhưng mà hôm nay tự nhiên tôi có cảm thấy là cái sự hơi khách sáo này một chút nó lại làm cho chúng ta có cảm hứng. Có cảm hứng để nói về một cái một cái tư cách mà ít khi lên được giải bày với khán giả đó là cái nghề giáo của mình. Cảm ơn Hà Sơn ngày hôm nay rất nhiều cho nên có cái cơ hội để để được nghe những cái lời chan chứa như vừa rồi Hà Sơn vừa nói. Anh Lê Anh À, có thể cho em một món quà thật là bất ngờ đầu tiên dành cho mọi người ví dụ như một câu hát gì đấy chẳng hạn cảm ơn Hà Sơn đã mở lời thực ra thì Linh rất là rất là chan chứa với riêng Hà Sơn với Việt Nam Net và với những độc giả những khán giả của truyền hình Lê Linh làm MC nhiều rồi ở sân khấu nhưng hôm nay cho phép Linh được rất là thật lòng được bộc bạch những cái gì nó rất là tâm can ở trong cái cuộc nói chuyện nói riêng này của chúng ta Uh, hát thì ngày xưa lên cũng là lần đầu tiên lên biết đến sân khấu cũng chính là bởi vì lên có tham gia một cuộc thi học sinh thanh lịch ở hồi lớp 10 ấy và đấy là lần đầu tiên trong đời mình cầm cái micro và nghe cái tiếng mình qua cái micro ôi sao nó lại ấm ấm thế nhỉ và đến chính mình cũng bị ngạc nhiên và sau đó thì mình quyết định tặng cho mọi người trong hội trường một bài hát thì cái chẳng có tay đầu tiên nó vang lên nó làm cho mình xác định là, là thôi thế thì có lẽ mình là người của sân khấu đấy mình sẽ phải theo bởi vì cảm giác như mọi người đón nhận rất là nồng nàn Hôm nay tôi vẫn nhớ cái điều đó Nhưng mà xin tặng cho Hà Sơn và khán giả vài câu hát mà Năm nào vào cái ngày này tôi cũng tự lầm nhầm ở trong đầu mình Có thể không hát ra thành tiếng đâu Khi thầy viết bằng Bụi phấn rơi rơi Có hạt bụi nào Rơi trên bụng giàng có hạt bụi nào rơi trên tóc thầy em yêu phút giây này thầy em tóc như bạc thêm bạc thêm vì bụi phấn cho em bài học hay mai sau lớn khôn rồi làm sao có thể nào quên ngày xưa thầy dạy dỗ khi em tuổi con thơ anh làm MC nhưng mà nếu mà lúc nào ca sĩ chưa kịp ra Thì anh cũng có thể thay thế họ làm <laughs> không ca không sĩ đâu. được <laughs> Đây là hát tâm tình thôi Chứ còn đi vào cái câu lớn Thì nó sẽ có một cái hiệu ứng khác Và chắc chắn là mình không có dám bon chen với các nghệ sĩ Các ca sĩ thành danh Và rất là chuyên nghiệp Lên muốn hát tặng cho khán giả và sơn bài hát này Cũng bởi vì là dẫu bây giờ Các giảng đường ít phấn rồi <laughs> Có những họ không cần bụi phấn nữa đâu 4.0 vào rồi Nhưng cái cảm giác về những người thầy cái ví von về tóc bạc với cả những cái bụi phấn rơi rơi ấy nó vẫn là một cái hằng số văn hóa trong nghề giáo. Tôi tin là không bao giờ nó bị thay thế. Được. Nó nó sẽ chúng ta trở đi trở lại với những người thầy của những cái thế hệ trước nhưng mà sẽ là cái ngọn đường dẫn chúng ta đến với tri thức mãi về sau. Bây giờ thì mọi người biết đến là anh vừa là một thầy giáo này, vừa là một MC. Vậy thì không biết là khi mà còn nhỏ thì anh muốn trở thành thầy giáo <laughs> hay là anh lại muốn làm MC? Thực sự là thầy giáo hoàn toàn là một giấc mơ không có trong quá khứ nhưng mà lại có thật bây giờ uh, mc cũng gần như là một công việc đến với tôi một cách hết sức tình cờ hồi bé thì tôi có những cái ước mơ nó cũng uh, giống nhiều bạn trẻ khác mơ thành chú bộ đội này hay rồi uh, đổi nhanh lắm chỉ độ 1-2 năm lại đổi mơ thành một diễn viên kịch nói tôi rất thích xem kịch nói là vì thế rồi lại mơ trở thành một ca sĩ khi đã thấy là mình hát ở trong toilet ấy khá là hay Ừ, lúc mình hát trong lớp mình thấy nó vang vang thấy dạ, mình không? mình đây là danh ca rồi thế là danh ca rồi rồi tôi lại thích nghề bác sĩ thì tôi nghĩ rằng là chữa bệnh cho mọi người nói chung là tôi cũng là cái người mà uh, thay đổi nhiều nhưng không bao giờ trong ước mơ ấy nó có cái ước mơ thầy giáo với cả ước mơ mc cả mặc dù quả thực mẹ tôi là giáo viên mẹ tôi là cô giáo dạy ba anh em chúng tôi lớp 1 đấy ạ à. đến khi mà tôi được giữ lại trường làm giáo viên thì, thì tự nhiên cái cơ hội nghề nghiệp nó đến mà tôi cũng tự nhủ là không biết mình có tồn tại được lâu với nghề giáo viên không, hay là mình làm một hai năm thử nghiệm xem thế nào. Rồi cái gì nó đến nó đến, nó tức là cái tình yêu nó đến muộn nhưng nó lại đến trong sự chắc chắn khi mà có sự hiểu biết rồi. Tôi cứ hay vi von mình như cái cô gái già sắp ế, Thứ tự nhiên, tự nhiên gặp được tình yêu của mình đó là nghề giáo, mình hiểu hết cái vất vả của nó rồi. Mình đi từng bước từng bước và mình không kêu than nữa, mình không kêu rằng là nghề giáo nghèo nữa. Mình mình sẵn sàng với nó hơn và mình tự thấy cái mình giàu có ở chỗ khác rồi đi khắp vùng miền học trò nhận ra mình ôi thầy ngày xưa thầy dạy em ở lớp này lớp kia có phải là giàu có không và đến bây giờ nói thế cũng đã 19 năm rồi 19 năm đứng trên bục giảng và tôi nói thật từ đáy lòng là rất yêu công việc giáo viên của mình không biết là anh Lê Anh có giống em không nhưng mà ngày xưa khi mà đi học ấy, mỗi khi mà không làm được bài tập đúng ấy <laughs> là sẽ bị cố là gõ vào đầu đó. Ừ. đó và lấy cái thước là sẽ đánh là bình thường bây giờ mà cô giáo mà đánh như thế có khi lại bị lên facebook sợ ngay Vâng. <laughs> đó thì thì tự nhiên mình mình bị ám ảnh vô cùng mình Đúng. sợ ấy. từ từ cái lúc đó thì, thì, thì mình cảm thấy sợ và mình sẽ cố gắng học tập anh có những cái câu chuyện tương tự về cái tuổi thơ của mình liên quan đến thầy cô giáo giống như em hay không có ừ, chúng ta cũng cùng gần như cùng lứa lớn lên là cuối bảy x thì tôi nghĩ rằng là cái giáo dục của chúng ta nó cũng khá là đồng 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 điệu ở khắp mọi nơi thì tôi Hà Sơn làm tôi nhớ đến môn môn hóa là môn tôi rất sợ. Ngày xưa thì ngoài sự kính trọng, nể phục có và yêu thương có các thầy giáo cô giáo của mình thì có một cái từ nữa là từ sợ. Bây giờ có thể là ít hơn đấy. Thì vì các thầy cô giáo bây giờ chan hòa lắm, tôi thấy các thầy cô giáo cũng sợ dư luận lắm mà cũng hay cũng hạn chế với những hành vi mà có thể bị biểu hiện như là bạo lực trong học đường. Thì ngày xưa thì điều đó phổ biến hơn. Cô giáo thậm chí vẫn có thể có hình thức phạt tôi nhớ cái phạt lớn nhất đó là cái phạt đứng im đứng gắn mặt không phải úp vào tường chứ úp vào, vào, tường thì còn là nhẹ mà là đứng im ở trên bảng tay cầm phấn dán mặt vào cái bảng đó em cứ đứng đó em muốn viết gì em viết em viết đến khi nào em giải được cái câu cái bài toán đó thì thôi cái bài bài hóa đó thì thôi mà cái đứa học trò đấy nó bị hỏng một cái kiến thức mà có thể nó không học nó lười nó đi chơi như tôi chẳng hạn đấy hồi đó tôi đã bị hỏng mất rồi hỏng thì không thể nào mà mà có thể giải được nó thì cứ đứng thế này nhắc đi nhắc đi <laughs> hà sơn nhắc đi đứa thân nhất hà sơn chẳng hạn nhắc đi không nhắc bởi vì nó mà nhắc nó bị phạt ngay ừ. <laughs> thì cái việc 15 phút tôi đứng ở đó tôi nghĩ bây giờ các thầy cô không phạt như thế đâu nhưng 15 phút đó nó cho tôi một cái cảm giác ê chề lắm bây giờ thì tôi cũng khó nói tôi là giáo viên tôi cũng khó nói rằng điều đó tốt hay không tốt tôi vẫn nói với quý vị khán giả rằng là không phải mọi hình phạt điều giờ đâu. Và đôi khi nó phải đến cái ngưỡng cơ thì học trò mới thay đổi nhận thức cơ. Tôi bực lắm, tôi có cảm giác hơi bị xúc phạm ấy. Và tôi 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 thấy tôi bị hổ thẹn lắm và tôi muốn thay đổi mình. Lúc đó tôi rất là giận và nhiều năm sau tôi vẫn giận cô giáo đó và tôi rất ghét cô giáo đó luôn. Nhưng đến bây giờ tôi cảm thấy mình không không thể và không nên ghét bởi vì cô đã mặc dù cô rất hà khắc nhưng nhưng tôi đã thay đổi được rất nhiều nhờ điều đó. Ở nhà em thì cũng có sự đồng điệu giống như anh, tức là mẹ anh thì là cô giáo dạy lớp 1 đúng không? Ừ. bố em thì làm giáo viên, các chị của em cũng làm giáo viên và những câu chuyện liên quan đến giáo dục thì được trao đổi rất là nhiều. Có một điều bố em và chị gái em rút ra được sau rất nhiều năm đã và đang gắn bó với lĩnh vực giáo dục đó là những học sinh nào mà cá biệt, ý, ừ. những học sinh nào mà lúc mình dạy ý, có vẻ rất bướng bỉnh, thậm chí là học rất dốt, à, thì sẽ là những học sinh mà để lại cho mình rất nhiều những kỷ niệm và họ sẽ là những học sinh nhớ đến mình rất nhiều dù có thể mình chỉ dạy họ một quãng thời gian rất ngắn thôi nhưng cái quãng đường đời sau này trong cuộc sống của họ thì họ vẫn luôn nhớ với mình như một sự biết ơn Chính anh nghĩ sao về cái câu chuyện này tôi tôi thấy cái trải nghiệm mà bố và các chị các bạn các anh chị trong nhà của Hà Sơn chia sẻ nó nó rất chân xác nó chân xác với với những trải nghiệm của tôi ở đại học mà thì cái 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 sự khác biệt giữa giáo viên với sinh viên nó thấp thôi vì các bạn cũng lớn, cao rồi, các bạn cũng rất trưởng thành rồi Cho nên nó gần giống như anh em hơn Thế nhưng mà ở đại học thì thì, thì tôi vẫn gặp phải những cái những cái trải nghiệm nó thú vị như vậy Nhưng nó cũng lúc đầu ấy thì nó cũng khá là bi thương đấy Cụ thể là tôi không đóng vai là một cái thầy giáo dĩ hòa vi quý ở trong trường đâu Có thể là khán giả lâu nay nhìn thấy một, một Lê Anh MC rất nhã nhặn ở trên sóng truyền hình Đấy là cái phong cách mà tôi rất muốn khán giả thích tôi ở điều đó và tôi cũng định hình như thế trong bao nhiêu năm nay Thế nhưng ở trường đại học thì khác Khi mà tôi là giáo viên Thì tôi bộc lộ gần như hết cái cá tính của mình Trong cái việc là tôi quyết liệt Việc đúng và việc sai Đành rằng cuộc sống thì nó tương đối thôi Nhưng mà trong môi trường học hành mà không rõ ràng đúng sai Thì làm sao học trò của mình Người ta tìm được con đường người ta đi Người thầy phải rất rõ ràng được việc này Nếu chúng ta phủ lên đó một cái một cái cảm giác yêu thương nhân văn nhưng mà thực tế chúng ta không không cho bạn ấy làm rõ được là bạn đi sai và lỗi thế nào thì rất nguy hiểm. thì đây là liên quan đến cô học trò cái đấy khoảng hơn chục năm. tôi đến bây giờ tôi vẫn ân hận Hà Sơn ạ là tôi đã bạn là bạn nữ tôi là thầy giáo nam tôi đã chữa bài cho bạn ấy năm lần bảy lượt mà bạn ấy không 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 giải đáp được cái chuyện đó thì lúc mà tôi cáu lên tôi cũng có nói với bạn là em quá khó dạy mà không phải khó dạy là do cái IQ của em tức là cái trí thông minh của em kém đâu mà do em không chịu mở cái đầu em ra để cho kiến thức vào vì em quá tự tin về bản thân. Em là một người bị định kiến về chính mình đấy. Tôi nói cái từ đó tôi cảm thấy nó nặng nặng. Mà thường thì giáo viên thì cũng hay có những cái câu chơi chữ như vậy. Thì học sinh về thì tôi nghĩ là bạn ấy, bạn trước mặt tôi thì bạn rất là cứng, rất là cứng tính. Bạn rất là kiểu cũng không thiết tha đâu mà cũng không căng thẳng với điều đó đâu. Nhưng mà về thì rồi những người bạn ở cùng phòng ấy, có nói lại với tôi là thầy ác thế thầy lê anh thầy ác thế bạn ấy khóc cả đêm tôi nói lại bạn tôi vẫn xúc động bởi tôi nghe thì đồ tôi cảm thấy tôi ác thật và và tôi thấy rằng mình không nên làm thế tôi ân hận ừ, tôi ân hận thời điểm cách đây 10 năm tôi còn trẻ hơn bây giờ rất nhiều tôi đã ân hận và tôi tìm cách để mà mà gỡ cái sự ân hận này bằng cách là tôi có thể tiếp cận gần hơn giúp đỡ cô ấy hơn nhưng cô ấy từ chối toàn bộ những cái sự tiếp xúc đó và cô ấy học với một trạng thái rất là lạnh Và rồi đã ra trường Và tôi giữ lại cái sự ân hận ở trong mình Thế rồi tôi cũng thời gian qua thì tôi cũng quên đi Và tôi cũng để cho mọi chuyện nó cũng trôi đi Để tôi tôi sửa với những học sinh khác thôi Thì um, gần đây khoảng độ một năm trở lại đây Thì bất ngờ tôi nhận được cái mail Một cái email Cô ấy tìm được cái email của tôi Và cô ấy gửi cho tôi một lá thư rất là dài Đại ý là Bây giờ bây giờ em mới ân hận em giận thầy suốt hơn 10 năm qua. Bố mẹ em cũng không mắng chửi em. Cô ấy dùng từ mắng chửi, tôi nói từ đó thì tôi không nghĩ là tôi mắng chửi, nhưng cô ấy thì nói rằng đấy là mắng chửi. Bố mẹ em cũng không mắng chửi em đến như thế. Em giận thầy lắm, và em 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 vẫn giữ cái tính tính cách đó để ra ngoài đời. Và những vấp ngã của em suốt thời gian vừa qua đến cái lần vừa rồi nó làm cho em bừng tỉnh rằng thực ra lẽ ra em phải nghĩ rằng em phải khiêm tốn hơn, em phải mở cái đầu óc của em ra để em đón nhận tri thức của nhân loại từ sớm hơn rất là nhiều nếu ở thời điểm đó thì chắc chắn bây giờ em đã không bị những cái hậu quả như thế này sự xót xa của ngày hôm nay thực ra đối với em lại là một điều mừng bởi vì em đã có một bước chuyển hôm nay em thừa với thầy sau cái mail này em sẽ chuyển dịch và em chắc chắn em sẽ khá lên em sẽ thay đổi được mình thì tôi cũng tôi cũng xúc động thật sự tôi cũng xúc động tôi không nghĩ rằng tôi đúng tôi vẫn nghĩ là tôi sai ngày xưa tôi vẫn sai nhưng mà tôi thấy rằng là 10 năm để học trò nhận ra một bài học Đến bây giờ cô ấy đã thay đổi Thì hóa ra cái điều mình nghĩ tốt, cái, cái tâm ý của mình ấy đã được nhận ra Thì đấy là cái điều duy nhất mà tôi cảm thấy mừng Còn cái vỏ hành vi tôi vẫn không đồng ý với mình Và tôi vẫn không muốn các giáo viên hà khắc như thế Hay là miệt thị hay dùng những lời lẽ khó nghe tôi cái, cái vỏ hành vi đấy nên thay đổi Nhưng cái tâm của giáo viên tôi nghĩ rằng học trò nên biết và nên trân trọng Bây giờ cái thời đại 4.0 thì có rất là nhiều những bạn trẻ, không chỉ là những bạn sinh viên đại học đâu, những bạn học cấp 2 cấp 3 thôi thì đôi khi là mạng cập nhật nhiều quá ừ. hoặc là nhanh quá đôi khi nó cũng nó cũng không hẳn là, là, là tốt đâu. À, thì có những cái nhìn rất là lệch lạc. À, tôi không muốn ví dụ một cái cụ thể nào cả. À, chắc là anh là một người hoạt động trong lĩnh vực giáo dục cũng như là một người làm MC cập nhật rất là nhiều các thông tin thì chắc là anh đã đã hiểu cái vấn đề mà tôi muốn nói thì là một giáo viên khi mà nhìn thấy rất là nhiều những học sinh của mình có những cái nhìn có những cái phản ứng hoặc những cái hành động ừ. uh, tạm gọi là lệch lạc ừ. không đúng chuẩn là một nỗi lo nhưng cũng là một cái cũng là một cái câu gần như là một câu hỏi rất khó ừ. để làm sao chúng ta có thể kéo lại các những người học các bạn học sinh đó trở về bình thường để nhìn mọi thứ nó đúng chuẩn của nó nó không bị lệch lạc vâng ờ cũng chia sẻ với hà sơn và mọi người ở đây là một cái câu hỏi lớn của giáo dục hiện nay ấy, là cái chuẩn đang thay đổi. Vâng ạ. Vì cái chuẩn nó đang thay đổi mà, cho nên là các thầy giáo bây giờ củng cố cái chuẩn nào là cái điều rất khó, đặc biệt đối với bậc học cao như chúng tôi là đại học chẳng hạn. Thì những cái chuẩn này đối với những người trưởng thành như các em trên 17 tuổi rồi thì rõ ràng là còn khó hơn nữa. Thí dụ chúng ta nói câu chuyện về tình dục trước hôn nhân, đúng không ạ? Cái đi 20 năm, câu chuyện rõ ràng là không nên. Các em tuyệt đối không nên tình dục trước hôn nhân nha. Cái điều đó tiềm ẩn rất nhiều rủi ro và liên quan đến vấn đề đạo đức xã hội nữa đó chứ không phải chỉ vấn đề sức khỏe hay vấn đề về tâm lý đâu thế thì bây giờ khác rồi bây giờ thì thậm chí là chúng ta đưa đó điều đó ra diễn đàn công khai sinh viên các bạn cũng có những suy nghĩ và biện giải rất hợp lý cho chuyện đó là nên hay không nên uh, tình dục trước hôn nhân thêm vào đó thì nếu chúng ta có dùng một số các cái cái góc nhìn của 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 thầy cô giáo hay của những cái thế hệ trên đó, chúng ta nhìn xuống chúng ta gọi đó là lệch chuẩn hay là lệch lạc thì chúng ta cũng phải tương đối rẻ chừng bởi vì tôi nghĩ rằng sinh viên bây giờ họ rất là bị kỳ thị với những cái từ nó có mang tính chất là uh, giáo điều. Đấy, cho nên tôi thì tôi vẫn cũng đồng nghĩ, đồng ý đồng ý như cách mà 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 chị Hà Sơn vừa đặt câu hỏi. Tức là tôi cũng thấy nó lệch chuẩn đấy, tôi cũng thấy lệch lạc đấy, nhưng tôi không thể nói là các em lệch lạc quá, lệch chuẩn quá. Thí dụ như là bây giờ các em có những cái thần tượng là những cái người xấu, tôi nói thẳng như thế, những người chơi cờ bạc, những người mà gọi là chém mướn rồi là đâm thuê mà các em rất là thần tượng, các em cho là anh hùng. Chủ nghĩa anh hùng của các em lại là những con người như thế. Tôi quá sợ luôn. Hay là các em coi trọng đồng tiền, đấy là một cái điều rất rõ ràng. Chúng ta không phủ nhận là ai cũng cần tiền và ai cũng tôn vinh tiền, nhưng coi trọng thái quá đến cái mức độ là thầy ơi, cái gì không mua được bằng tiền Mua được bằng rất nhiều tiền Thầy đừng chứng minh ngược lại Bởi vì chính thầy cũng bị thuyết phục về điều đó Tức là có những cái đùa mà thành thật Nói xong đến lúc hành vi cũng như vậy Và 20 tháng 11 Các em không mua gì hết Về mặt cảm xúc Tức là mua bằng quà Cái quà nó là chất chiêu tình cảm ở đó Mua một cái ca vát tặng thầy Cũng là một cái sự thể hiện tình cảm Hay một cái bút một cái gì đó gắn liền với với cuộc sống nghề nghiệp của thầy không? Các em không đầu tư nữa, các em bỏ phong bì. Nếu các em bỏ phong bì như vậy thì còn ý nghĩa gì nữa đâu? đúng không ạ? Bởi vì các em nghèo lắm, các em từ các miền quê về đây học, các em còn đang ăn nhờ ở đậu bố mẹ của mình mà. Chúng tôi là người đi làm có tiền có thu nhập, nỡ lòng nào chúng tôi lấy tiền của các em. Các em đừng dùng tiền để các em trả ơn thầy cô hay là cảm ơn thầy cô, phải là quà, thậm chí một cái thiếp, các em trau chuốt nó, các em viết bằng những lời lẽ từ trái tim, chỉ cần tinh thần thế thôi cũng đủ rồi. Sự gần gũi với những thầy cô giáo có một cái lối sống tích cực, có một cái kỹ năng tâm lý và sư phạm tốt. Tôi nghĩ rằng là, là hóa giải được điều này bởi vì tôi nếu mà là tôi, tôi không mong muốn và tôi không kỳ vọng rằng bạn thay đổi ngay sau một cuộc nói chuyện đâu mà tôi phải cho bạn thấy hành động của tôi. Và và không gì khác người trẻ người ta luôn luôn soi người già, luôn luôn soi thế hệ trên để người ta xem xem đúng hay sai. Nếu mình nói họ họ sai thì họ chưa nghe ngay đâu, nhưng mình làm và mình cho họ thấy rằng điều đó là không đúng đâu em ạ thì họ sẽ nghe. Và nếu mình trả lại cái đồng tiền mà họ dùng để làm phong bì mà tặng mình 20 tháng 11 đó thì đó là hành vi tốt nhất để cho họ thấy rằng là thầy không thầy không vì tiền còn nếu mà thầy nói như thế nhưng sau đó thì em gửi phong bì trong một cái lãng hoa quả thầy vẫn nhận hồn nhiên và thầy không có ý kiến gì hôm <laughs> sau thầy lại cảm thấy quý em hơn thì học trò nó không bao giờ nó thay đổi được cái điều nó nghĩ nên tôi nghĩ rằng trước những cái hiện tượng xã hội phức tạp như bây giờ những lệch chuẩn về mặt tư tưởng đạo đức cũng có và những cái hình tượng mà các em tôn vinh nó quá lệch lạc đi thì chúng ta phải dần dần phải hết sức dần dần giúp đỡ cho các em bằng việc cho các em trải nghiệm thông qua thực tế khi mà anh làm giảng viên đại học thì đương nhiên là nó sẽ không bận bằng cái công việc anh đi làm mc nhưng em nghĩ rằng là ngôi trường anh đang giảng dạy chắc là phải rất là tạo điều kiện bởi vì là em thì được biết là anh một tuần anh cũng phải xuất viện đến mấy lần vào buổi sáng của những chương trình cà phê sáng của vtv 3 rồi anh còn tham gia rất dẫn rất là nhiều những chương trình chính luận à, thậm chí là cũng hỗ trợ các ca sĩ nữa dẫn các chương trình cho live show cho các ca sĩ vậy thì anh có thể chia sẻ gì về về cái sự thấu hiểu và chia sẻ từ những người đồng nghiệp của mình ừ. bởi vì chắc là phải rất chia sẻ với anh thì mới không có lời ra lời vào thì anh ừ. mới yên tâm để có thể công tác hai 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 nơi nhiều như vậy. Ừ. Thú thực là đây cũng là cuộc đấu tranh không phải của tôi riêng tôi mà của cả những đồng nghiệp của tôi và những người quản lý ở nhà trường để làm sao có thể có được một nhân sự thôi tại một nhân sự trịnh lê anh vừa làm tốt cái việc của trường mà lại vừa giúp cho anh ấy phát triển cá nhân anh ấy tốt theo đúng định hướng mà anh ấy mong muốn rõ ràng mỗi con người chúng ta trong một thời kỳ hiện đại như nay chúng ta thấy rằng chúng ta có rất nhiều khả năng lắm và chúng ta muốn trải nghiệm mình ở nhiều lĩnh vực khi mà chúng ta gắn bó mình gọi là toàn tâm toàn ý với một công việc gọi là full time job một cái nghề gọi là biên chế đấy thì có nghĩa là chúng ta muốn dành trọn vẹn thời gian cho nó nhưng không có nghĩa là chúng ta sẽ từ chối những cái sở thích khác hồi tôi mới về trường ấy đúng thật là đây là cuộc đấu tranh thật sự tôi luôn luôn phải khéo léo làm thế nào để không mất lòng các sếp rồi tôi cũng phải nhờ vả các đồng nghiệp là cái buổi này lên vắng này thì bạn dạy thay cho tôi thì tôi bù cho bạn buổi khác những cái nhờ vả đấy nó, nó nó đúng là cái kiểu vận động các mối quan hệ ấy. và tôi nghĩ rằng là tôi cũng không phải lúc nào cũng thành công mà và có những lúc tôi cũng gay gắt và có những lúc tôi cũng đã từng nghĩ đến cái việc làm nếu mà nhà trường không tạo điều kiện ấy, thì có lẽ mình cũng không biết là mình có giữ được cái niềm thích thú với cái nghề giảng dạy này được không bởi vì công việc mc quá hấp dẫn. Tôi nói thật, một công việc mà mà không có nhiều lựa chọn cho nhiều người, tôi lại là một cái người mà làm tôi rất thành công và và được được sự tín nhiệm của của hàng triệu khán giả. Rõ ràng tôi nước chảy chỗ trũng, tôi phải về cái nơi mà mà rõ ràng là người ta đang rất là quý trọng và người ta cần mình. Đó là một cái sự lựa chọn. Nhưng tôi không hề muốn bỏ một cái gì cả. Thế chính vì thế nên tôi là kiên nhẫn hơn. Tôi đang là một trong những người kiên định nhất và tôi cũng muốn chứng minh cho mọi người thấy rằng là sự gọi là trung hòa các mối quan hệ nó đến từ trong chính mình chứ không phải đến từ người ngoài hãy đừng đổ tội cho là nhà trường hàng khác đừng đổ tội cho là đồng nghiệp của mình không còn tạo điều kiện đừng đổ tội cho cơ chế nó quá khó khăn mà hãy nhìn vào trong chính bản thân mình mình đã cố gắng đến đâu tại vì rõ ràng ở đây phải có một quan điểm như thế này nếu bạn làm hai việc bạn sẽ vất vả hơn những người làm một việc và phần thưởng của bạn lớn hơn mà thì bạn phải bỏ ra nhiều đầu tư hơn tôi phải làm ngày làm đêm đương nhiên rồi bạn hình dung là uh, nếu như tôi đi dạy thì tôi sẽ xin phép và tôi cố gắng tôi xin phép nhà trường tạo điều kiện cho tôi dạy từ tiết 2 trở đi, từ từ 8 giờ sáng trở đi. Bình thường tiết 1 là 7 giờ sáng, thì 7 giờ tôi đang ngồi cà phê sáng mà. Thì tôi làm xong 7 giờ 50 tôi xong, tôi có 10 phút để di chuyển tôi phải cố gắng mọi sức. Người ta có thể đi xe taxi, tôi xe ôm, tôi nhảy xe ôm đi cho nhanh, đã tắt đường. Tôi phi đến trường, tôi còn không kịp uống nước, nhưng tôi đã nhảy lên tôi có thể giảng ngay rồi. Và chuẩn bị giáo án tôi phải giảng từ đêm hôm trước. Tức vậy thì những cái việc mà tạm gọi là mình cố gắng như vậy, người ta không có nhìn thấy, nhưng mà người ta thấy rằng là à thế mình vẫn làm được hai việc một lúc, người thường người ta không tải được bởi vì người ta cảm thấy là cái điều đó nó quá khó khăn nhưng tôi tôi đã cố gắng và cái sự cố gắng của mình sau một khoảng thời gian thì các thầy cô ở uh, lãnh đạo nhà trường cũng như là đồng nghiệp đã nhìn thấy, người ta nhìn thấy rằng là Lê Anh rất thích công việc giảng dạy, Lê Anh muốn làm giảng dạy, Lê Anh đã nỗ lực bằng mọi cách giảng dạy thì đừng gây khó cho bạn ấy nữa. Em phải nói thật với anh Lê Anh như thế này, em cũng là một trong những người mà hay đi viết về các live show ca sĩ vâng. và rất nhiều những chương trình anh dẫn. Bây giờ ở Hà Nội thì có rất nhiều MC dẫn. Nhưng càng mà càng nhưng mà anh thì lại là một trong những MC mà theo đánh giá của cá nhân em là một người dẫn rất là duyên dáng và hóm hỉnh và ứng biến các tình huống rất là thông minh. Anh có nghĩ rằng chính cái sự đam nỗ lực của anh là một giáo viên mình đang cố gắng làm rất nhiều việc. Vâng. Không phải là nếu như em nghĩ rằng nếu như anh chỉ tập trung cho việc làm MC chưa chắc anh đã trở thành một MC có thể duyên dáng và thông minh và ứng biến trong mắt em như hiện tại đâu rất là là cảm ơn Hà Sơn vì đấy là cái điều mà tôi đã nghĩ tôi không có lợi thế quá nhiều về về nhan sắc bên ngoài cũng như là những cái những khoáng đạt về mặt showbiz thành ra là chứng tỏ là cái việc mình nghiên cứu mình đọc tài liệu mình đưa tri thức vào trong lời dẫn và mình linh hoạt đấy trong cuộc sống và trong giảng dạy nó đã trở thành một phần của mình ở sân khấu rồi cái này là tôi chiêm nghiệm thấy rõ Hà Sơn vì vì Hà Sơn là người rất tinh tế khi mà đi theo dõi các nghệ sĩ biểu diễn và hà sơn đã nhận ra điều này thì lên nói thật là lên đã ứng dụng một phần cái kỹ năng mà quản lý lớp học ấy <laughs> vào trong sân khấu bạn ơi bạn nếu mà một ngày mà hà sơn lên lớp giảng tôi biết là hà sơn đã từng được đến các trường báo để thỉnh giảng rồi hà sơn biết là một hôm thì dễ nhưng mà cả một kỳ gặp suốt như vậy rồi làm sao để lớp học mình luôn luôn hấp dẫn khó lắm và đây là người thật việc thật nha truyền hình ấy, kể cả truyền hình trực tiếp thì khán giả của mình là khán giả giả định tôi nói thật khán giả thật đấy nhưng mà giả giả định bởi vì bạn nhìn máy quay và bạn cứ nghĩ rằng khán giả rất hân hoan cứ nghĩ rằng khán giả rất ủng hộ mình đi thế là để mình phấn khởi mình làm và mình rất là chan chứa khi mình nói nói thế truyền hình nó vẫn có cái dễ của nó còn nếu dẫn live show các ca, ca sĩ hay là ở lớp học như của tôi nó khó thật nó khó thật bởi vì khán giả thật tương tác thật biểu cảm thật thậm chí bĩu môi thật cười khành khạch thật rồi chạy lên cướp đức mc thật cả những tình huống nó hiện ra rất là thật luôn và nếu mình không 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 đủ duyên và tương tác tốt ấy là mình sẽ bị vỡ trận ngay thì ở lớp học của tôi tôi nghĩ nó là một sân khấu thu nhỏ bé bé thôi nhưng các em học trò của tôi là vừa là những diễn viên lại vừa là những khán giả rất là năng động và nhất quỷ nhì ma các em có rất nhiều tình huống có thể hỏi thầy bất ngờ có thể là chọc ngoáy thầy có thể thòng thầy một cái trí thức nào đấy làm cho tôi luôn luôn phải vận động vận động liên tục và chính vì thế khi vào live show nghệ sĩ thì tôi có một cái tâm thế thế này có nhiều chứ nhiều mc thì cũng đứng xem khi dẫn xong đứng xem cũng hân hoan lắm xem ca sĩ biểu diễn tôi không tôi rất cẩn thận tôi vừa xem nhưng tôi vừa phải nghĩ là tiếp theo sẽ là cái gì đến dạo giữa bạn ấy sẽ đi đến đâu bạn có đi chỗ này không bạn đi chỗ kia không liệu đi quốc cao đi kia có vấp không kiểu gì có khi cũng vấp đấy mà nếu mà ngã thì mình đỡ thế nào đây tức là mình luôn dự liệu cho những triệu chuyện đó cho nên khi nó xảy ra tôi không có bất ngờ tôi khác những mc khác tôi không bất ngờ và khi tôi không bất ngờ thì tôi tỉnh táo hơn tỉnh táo hơn và dùng một cái thái độ thân thiện và nhân văn của mình nữa tôi nghĩ rằng nó sẽ giúp mình thông minh hơn thì cũng may mắn là hầu hết các trường hợp tôi đều xử lý tạm được chứ còn tôi cũng chưa dám nói chắc là hôm nay về sau Lê Anh không gặp phốt gì <laughs> biết đâu hôm nay ngồi với Hà Sơn 20 năm làm MC làm tốt nhưng mà đến năm thứ 21 thì tự nhiên có cái phốt gì đó thì tự nhiên cuộc nói chuyện ngày hôm nay khán giả thấy là ôi Lê anh tự khen mình à không phải Lê anh rất cẩn thận và luôn luôn dự liệu tôi nghĩ rằng phần lớn cái sự thành công của tôi đến được là rồi là tôi là một người MC cẩn thận nhất nhì Việt Nam tôi nghĩ là như thế dạ. à, anh ơi cái công việc làm MC thì thực ra là nó cũng em nghĩ là nó cũng mang lại nhiều cái giá trị thậm chí là cũng ngang thậm chí là còn hơn cái vai trò anh làm giáo viên ví dụ như anh làm MC thì anh sẽ được nhiều người yêu mến này à, rồi là anh được cọ sát ở một cái môi trường mà nhịp độ làm việc nó cũng rất là căng thẳng liên tục gần như là những chương trình anh làm đa số theo em được biết là đa số là những chương trình làm live, cả vi sáng hay là giai điệu tự hào thì đều là những chương trình và rất nhiều những chương trình khác nữa thì anh uh, gọi là gọi là cũng phải thần thần kinh thép đấy thì mới có thể làm được rất nhiều những chương trình live như vậy em muốn hỏi anh là trong rất nhiều các chương trình anh đã làm và um, phải nói rằng là có rất nhiều chương trình mà khi mà xem thì em thấy rằng là anh bị đưa một cái tình huống rất khó cụ thể như gần đây là cái chương trình của nhân vật và cụ mơ ấy. cái khó của một người mc khi mà 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 mình mình dẫn những chương trình trực tiếp hay là những chương trình rất quan trọng áp lực thời gian áp lực thời gian này nhiều áp lực khác và và có những chương trình mà khi mà mình làm xong mình cảm thấy đúng là may quá mình đã không bị đổ bể đúng hoặc rồi. là không 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 vỡ trận dùng ừ. từ vỡ trận thì hơi nặng nề đúng không anh ừ. như mình lường trước anh có thể kể những cái câu chuyện hậu trường về những chương trình ừ. anh làm trực tiếp tình huống cách đây khoảng độ cũng hơn chục năm lên thì chuyên trị tức là hay được giao những chương trình truyền hình trực tiếp chính luận cho nên là cái việc giới thiệu đại biểu nó rất là nặng các vị khách cũng trong nước quốc tế rồi là các vị lãnh đạo đảng nhà nước của chúng ta chức danh rất là nhiều phức tạp thứ tự thứ để nhớ là không nhớ được rồi chắc chắn là phải có một văn bản rồi thế thì cái văn bản đó ban tổ chức là một nhóm người cùng làm họ cập nhật đại biểu ra đại biểu vào đại biểu có đến hay không đến họ cứ trước giờ lên sóng truyền hình trực tiếp còn có 10 phút thôi mà cứ anh lên anh, anh đưa cho em để em kiểm tra xong rồi, em quay lại bây giờ em cũng đang kiểm tra quay lại bây giờ và trong một cái lần cuối cùng thì cái bạn trợ lý đó bạn đã cầm đi để cho người ta kiểm tra update cập nhật đấy và không chuyển lại cho tôi và tôi cũng bị quá tập trung vào lời dẫn ban đầu hay là một vài cái yếu tố ban đầu và tôi quên mất và bạn biết không tôi ra sân khấu mất rồi ba hai một lên hình đi ra chào mừng quý vị đến với chương trình hôm nay và bây giờ sẽ giới thiệu với các bạn đến với chương trình đêm ra có hả đâu kịch bản không còn không còn một cái tờ nào cả mà bằng cái trí nhớ của mình thì mình không thể nào mà mình đọc mười mấy, mấy vị đại biểu lãnh đạo đảng nhà nước ở bên dưới kia đọc trọn vẹn mà lại chức danh đầy đủ được mình có nhận mặt được họ nữa đâu mà sao như này mà tối om như thế theo hòa sơn thì làm thế nào mà đang truyền hình trực tiếp khuôn hình đang bắt cận mình đang nói. Thật <laughs> sự với bạn tôi tôi nghĩ rằng đến bây giờ đối với tôi vẫn là một cái kỷ niệm mà quả thực nhé tôi bước ra khỏi tình huống đó mà không một ai không một ai nhận ra rằng ừ. là có một cái lỗi tề trời ở chỗ đó Tức là MC không có cái tờ trong tay chỉ có dân truyền hình biết thôi đạo diễn hình thì biết là có chuyện xảy ra thế cũng rất may là đạo diễn hình có biết thì có phối hợp. Em em, em thử giả định tình bạn thử đi. Giống anh nhá Bạn thử gì? Có thể anh tắt mic anh nói là bị mất mic 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 mất tiếng và đi vào đổ mic khác à tức là mình tạo sự cố và như thể là mic là không có gõ gõ, gõ thử mình như vừa kiểu... nói nhưng mà mình sẽ đi tạo vào. ra một cái hành động gì đấy là mình nói là mic nó bị mất và mình ra hiệu để mình nói mất mic để mình vào mình đổi một cái xử lý rất thông minh nhưng ở trường hợp này nó có rủi ro là trợ chợ... cuối cô trợ lý không hề đứng ở đó có mình cô ấy cầm cái tờ đó thôi mà cô ấy không hề xuất hiện ở hai bên cánh gà bạn có đi vào bạn cũng tìm được ấy làm sao được mà khán giả trên sóng truyền hình trực tiếp không cho phép bất cứ một khoảng thời gian nào chết đây là câu chuyện lớn và chính vì thế mà lại dẫn một mình nhé. Tôi lại dẫn đơn chứ không phải dẫn đôi mà có MC Mỹ Lan hay là Mỹ Vân hỗ trợ Hồng Nhung chẳng hạn thì nó dễ. Đây là có một mình mình. Mình đi vào thì là bây giờ tự nhiên trên sóng không biết có cái gì cả. Thế phải làm sao? <laughs> Đấy, thì đây cũng chính là một cái trải nghiệm mà mà Lê Anh đã, đã 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 gọi là quyết liệt, tức là rất là dũng cảm. Phải lúc đó là phải phải xử lý bằng bằng việc là một là sống, hai là là không sống đấy <laughs> lúc này là, là là có khả năng như mc truyền hình trực tiếp chúng tôi là bị nói vui là bị treo mồm đấy coi như là cả năm không được dẫn đấy chứ phải đùa đâu bởi vì lỗi trầm trọng quá mà lỗi có phải do mình đâu nhiều khi nó còn, còn do đối tác nữa thì thưa với quý vị và Hà Sơn thế này Lúc đó là Linh bất thường nhìn xuống Và đương nhiên cái người MC chuyên nghiệp ấy Là người ta nói đến cái câu thứ hai Thì người ta mắt người ta đã liếc sang câu thứ ba rồi bao giờ cũng thế đấy là cái bản lĩnh của mc chuyên nghiệp người ta không bao giờ người ta mắt người ta liếc vào câu thứ hai nói câu hai đâu mồm nói ra câu thứ hai thì đầu mắt đã phải liếc vào câu thứ ba rồi cho nên là chỉ khoảng độ 3 giây khi tôi nhìn xuống tôi vẫn đang nói câu nói là và thưa quý vị đến tham dự chương trình ngày hôm nay ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu là trong tay tôi đã tôi biết là ngay là không có gì rồi thì tôi đã phải xác định cho mình cái tâm thế là mặt không biến sắc không một chút biểu cảm nào không kiểu ơ không được mà nhìn xuống là để giấu cái, cái cái sự bối rối với khán giả, đồng thời để xác định xem là tờ giấy đó có hay không. Và đầu phải điện giải rất nhanh, mồm vẫn nói, đầu vẫn này, à chết rồi. Đưa cho cô trợ lý chưa đưa lại rồi, thôi chết rồi. Để xác định là nó không có ở trong này. Và như này không thể cứu được bằng lấy lấy nó ra được nữa. Mà khi mình ngẩng lên, ngẩng lên nhìn khán giả là câu mới rồi, là câu mới và câu này là câu cứu mình, còn nếu không là mình chết tươi đến dự với chúng ta ngày hôm nay có các vị đại biểu lãnh đạo đảng và nhà nước và các vị đó đang hiện diện ở đây lúc này đây để cùng đồng hành ủng hộ với cuộc thi của chúng ta để cùng cổ vũ những tác giả đoạt giải ở trong cuộc thi tam nông viết về nông nghiệp nông dân và nông thôn thưa quý vị trong giây lát lên xin được giới thiệu với quý vị danh sách của các vị đại biểu đó còn bây giờ chúng ta cùng đến với phóng sự của chương trình để cùng hiểu rõ hơn về giải thưởng này tức là tôi đảo cái phần dưới lên phần trên đạo diễn trong tay nghe không hiểu gì hét lên lên ơi em làm cái gì đấy Phóng sự ở phần sau cơ mà sao em lại đẩy lên trên mình không thể nói được nhưng mà mc là người lúc này lúc này là như trọng tài sân cỏ thẻ đỏ thẻ vàng là mc mc quyết định đúng không mình phải làm thế thôi và thế là đạo diễn buộc phải ấn băng để cho phóng sự hiện ra phóng sự có một phút 30 giây và một phút ba giây đấy đấy chính là thời gian vàng để mình xử lý vấn đề đó mình đi vào và mình gọi toáng cả lên danh sách của anh đâu đại biểu đâu em em huệ em lan đâu thế là trong một phút rưỡi thì may mắn là chuyển lại và khi mình đi ra thì mình làm bình thường Đấy, thế nếu như giả sử như bạn không thuộc kịch bản, bạn không thuộc biết phần sau là cái gì, bạn cứ phải chờ đến chữ thì nó mới hiện ra là chết rồi, đúng không ạ? Hoặc là bạn không dũng cảm, bạn không dám vượt khung. Chỗ này phải vượt khung bởi vì nó là cái lỗi như thế. Nếu mà chuẩn chỉ MC của truyền hình là chuẩn theo ekip, đúng như thế, em làm sai là nguy hiểm lắm. Đây là yếu tố chuyên nghiệp, bạn không được phép làm sai thế thì tình huống xảy ra thì sau đó tôi mới biện luận với ekip rằng là lúc đó cái tờ đại biểu không có trong tay nếu tôi không để phóng sự lên hoặc không để một bài hát lên hoặc để bất cứ một thứ gì lên thì chỗ đấy là vỡ trận là lỗi là lỗi không chỉ của tôi nữa lỗi của ban tổ chức bối rối bối rối đấy làm cho tất cả mọi thứ đều mất thể diện đúng không ạ thế cho nên là hóa ra tình huống đó lại được đánh giá cao là đến một sự linh hoạt rất là rất là tốt tôi cũng không kể chuyện này nhiều cho công chúng đâu thực sự là giữ đến hôm nay một vài bạn học sinh thì tôi có nói với bạn là nhưng nó là những cái lỗi mà mình thật sự nó là lỗi thì không bao giờ kể ra đúng không ạ thì đấy cũng là một cái mà mình 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 nghĩ rằng là bài học ở đây là gì sự bình tĩnh bản lĩnh và quyết liệt mc lúc này mới cần sự quyết liệt cho nên thỉnh thoảng hà sơn thấy lê anh là một người nhã nhặn nhưng khi đi vào tình huống của sân khấu ấy lên khá là quyết đoán để 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 đưa tình huống nó phải đúng cái ý đó chứ mình 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 mà 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 kẻ lương hay là nửa nạc nửa mỡ là mình dễ thua lắm